Bạn Trịnh ơi, Trịnh đang comment một câu, anh cũng thích một chút vào nhé. À, rất nhiều bạn, à, rất nhiều bạn cứ nhai đi nhai lại cái câu đã tin chuẩn chưa anh? Muốn biết tin chuẩn chưa anh thì hãy so sánh, hãy xem xét các nguồn tin khác, thách đọc báo. Nếu đọc được một nguồn tin, nếu đọc được một tin mà cảm thấy rằng là à, mình vẫn còn chưa tin nổi, mình vẫn phải đi tìm kiếm những câu ở uh, chỗ khác. Thì thay vì hỏi một câu, cứ nhai đi nhai lại như một con bò là tin chuẩn thưa anh rồi là vào cười ha ha xong rồi là vào uh, viết linh ta linh tinh ở trên đấy thì thay vì như thế các bạn hãy làm một việc này cho mình hãy đi tìm xem đọc trên các báo khác hãy tìm đọc trên các fanpage khác hãy biết tiếng anh để hiểu các nguồn tin của nước ngoài thay vì cứ đi hỏi tin chuẩn trên anh tất cả những ai mà hỏi tin chuẩn chưa anh mình đều một là xóa Hay là block hết mình không thích câu chuyện này nếu không tin bất cứ một vấn đề gì thậm chí nó không tin mình các bạn có thể bỏ follow mình không theo dõi Facebook của mình nhưng đừng bao hỏi một câu là tin chuẩn trên anh không hay hỏi một chút nào cả các bạn nhé một là block hay là xóa không có chuyện không có chuyện cứ nha đi nha lại một cái câu là tin chuẩn trên anh